xin chào tất cả mọi người. Và mọi người có thể thấy trong tìm máy quay là một chị khách hàng rất là thân thuộc của Nikkei rồi đúng không ạ? Chị Ánh đã thực hiện đầy đủ combo là mày, môi và mí tại Nikkei cách đây cũng được một thời gian, và hôm nay thì chị đến với Nikkei để kiểm tra cũng như là dặm lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe cái chia sẻ của chị Ánh một chút, bởi vì live stream lần trước thì mình đã phân tích về tình trạng mày môi mí của chị Ánh khá nhiều rồi. Đó, em chào chị Ánh nhá. Chị có thể giúp em gửi một lời chào các bạn em chào mọi người đang xem trực tiếp của Nikkei ạ. Vâng ạ. Và chị Ánh ơi, thì sau khi mà mình làm mày môi tại Nikkei thời gian ấy, mình có thể chia sẻ một chút là sự thay đổi của mình sau khi làm mày môi mí trên Nikkei được không ạ? Sau khi làm ở tại Nikkei xong thì em ưng lắm, không đau, mà làm xong môi nhìn tự nhiên, mình không cần phải đánh son nữa, đi đâu vội hay là quên thì mình cũng không sợ là bị tái nhợt nữa, mà nhìn rất tự nhiên, ai cũng khen. Và như vậy là tính đến hôm nay là chị làm mày môi mí tại Nikkei được bao lâu rồi chị? Hơn 2 tháng. Và em sẽ xin phép chị Ánh một chút nhé, tại vì lông mày của chị thì khá là đặc biệt, bởi vì trước đây thì mày của chị cũng là đã từng làm một cơ sở khác bị hỏng. Và em sẽ xin phép là em sẽ chia sẻ một chút hình ảnh ban đầu của chị Ánh khi đến với Nikkei nhé, để cho các bạn nhớ lại. Thì có thể là các bạn đang theo dõi livestream ngày hôm nay thì cũng chưa xem được livestream lần trước của mình. Mời mọi kính quay giúp tay một chút. Thì đây là tình trạng ban đầu của chị Ánh khi đến với Nikkei. Thì chúng ta có thể thấy là phần mày của chị Ánh, bởi vì bản chất là chị Ánh không hề có một chút lông mày nào, vậy nên là khi thực hiện thì ở các tone khác thì sẽ không thực hiện touch cho chị, mà thực hiện công nghệ full. Và công nghệ full này thì sẽ khiến cho gương mặt của chị Ánh bị hơi cứng, cũng như là hơi đứng tuổi một chút so với gương mặt của chị. Và sau khi chị đến Nikkei thì chị đã thực hiện là xóa đi cái phần full đấy. Và hôm nay thì chị đã được thay cho lông mày. Mọi người ống kính giúp em là zoom cận một chút vào gương mặt của chị nhé. Mặc dù với tình trạng là không có một chút nào mày thật, nhưng mà khi đến với Nikkei thì chị Ánh lại đã được Master Hoa Minh Vương thực hiện là công nghệ full chóp lông mày, và những cái sợi mày xếp lên siêu thực, tạo cảm giác rất là mềm mại. Và nếu mà chúng ta có thể nhìn thì rất là phù hợp với gương mặt của chị, vẫn đầy đủ là đủ tôn tinh này và đủ tôn lên cái gương mặt rất là nhẹ nhàng và thanh tú. Và chị Ánh thì có thêm là công nghệ là full mí, và chị Ánh sử dụng là mí eyeliner để phù hợp hơn và làm cho gương mặt của chị trở nên sắc sảo hơn. Và hơn nữa, chúng ta cùng điểm qua một chút ở đôi môi nhé. Đôi môi của chị Ánh vừa thực hiện full môi từ siêu mai đê tại Nikkei xong, nhưng không hề có dấu hiệu của việc sưng nề cả. Chị Ánh ơi, trong quá trình mình làm mày môi mình tại Nikkei thì mình có cảm thấy đau đớn, khó chịu gì không ạ? Rất là nhiều chị em rất là sợ đau khi mình đi làm mệt nhé. Các chị em là không nên sợ đau mà đến Nikkei làm thì em làm xong vẫn bình thường và không thể sưng nề đâu nhé. Vâng ạ. Và chị ơi, sau tại vì mình đã từng làm Nikkei đấy thì mình cảm thấy cái chăm sóc khách hàng sau khi mình thực hiện sản phẩm tại Nikkei xong thì như thế nào? Các chị ở đây như kiểu chị em trong nhà, không phải là người lạ, người đến biết người lạ. Các chị ở đây rất thân thiện và chăm sóc tỉ mỉ từng tí một. Và sau khi mình về thì mình vẫn được gọi nhắc lịch thường xuyên đúng chị? Vâng ạ. Thì em cảm ơn những cái chia sẻ của chị Ánh rất là nhiều, và mọi người cũng có thể nhìn thấy đúng không ạ? Tất cả mọi vấn đề mày môi mí từ lỗi hỏng thì khi đến với Nikkei đều được xử lý. Và hơn nữa là sau khi mọi người thực hiện sản phẩm tại Nikkei xong thì cũng được chăm sóc rất là chu đáo. Và tại Nikkei thì đang có hạn mức bảo hành rất là tốt cho khách hàng, là bảo hành lên đến 6 tháng và không giới hạn số lần dặm. Vậy nên là nếu mà mọi người muốn có một cặp mày, một đôi môi như mí hay được chăm sóc bất cứ một dịch vụ nào thật là đẹp, thật là chu đáo thì hãy cân nhắc đến Nikkei để được xinh như chị Ánh nhé. Em cảm ơn những chia sẻ của chị Ánh hôm nay rất là nhiều ạ. Và không biết là chị Ánh có một lời nhắn nhủ nào đối với các bạn đang xem livestream hôm nay, hoặc là một lời chúc đối với Nikkei không ạ? Chúc cho tất cả chị em cùng đến Nikkei và cùng xinh đẹp ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và các bạn đang theo dõi ngày hôm nay, livestream ngày hôm nay, thì không biết là đã có đủ động lực để inbox lên cho fanpage đặt cho mình một slot làm đẹp chưa ạ? Nếu có rồi thì mình xin kết thúc livestream tại đây để mọi người có thể inbox lên fanpage đặt cho mình một slot làm đẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.